Trong phần trả lời câu hỏi sau phát biểu tại hội nghị an ninh Munich về vấn đề Ukraine, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc không khoanh tay đứng nhìn cũng không đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc khủng hoảng này, khẳng định nước này sẽ tiếp tục đứng về phía đối thoại và hòa bình. Nội dung trả lời của ông được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong đó nêu rõ Bắc Kinh đã thấy Nga và Ukraine tổ chức nhiều vòng đàm phán và đạt được tiến triển quan trọng. Khuôn khổ của một thỏa thuận hòa bình đã được đặt lên bàn đàm phán, nhưng các cuộc hòa đàm đã bị gián đoạn và mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Ông khẳng định không biết lý do, đồng thời chỉ trích một số thế lực dường như không muốn hòa đàm thành công, không muốn chiến sự kết thúc, nhưng không nói rõ là thế lực nào. Ông đề nghị những người bạn châu Âu suy nghĩ một cách bình tĩnh về những nỗ lực có thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng này. Ông cũng cho biết, trong vài ngày tới, nhân dịp một năm cuộc xung đột ở Ukraine, Trung Quốc sẽ đưa ra văn kiện lập trường về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tài liệu này sẽ tái khẳng định các chủ trương quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia cần được tôn trọng, tôn chỉ và nguyên tắc của hiến trương Liên hợp quốc cần được tuân thủ, các mối quan ngại hợp lý về an ninh của các quốc gia cần được coi trọng và mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình cần được ủng hộ.